Kỹ năng tạo thu nhập cao nó là những kỹ năng nào? Cái thứ nhất có phải coaching không cả nhà? Cái thứ hai là presenting, speaking, closing. Rồi, và đây là cái chương trình sắp tới công sẽ tổ chức để dạy chúng ta. Và đây là một cái kỹ năng nó sẽ giúp chúng ta có được thu nhập cao. Ok, đặc biệt đối với những ai làm chủ doanh nghiệp. Present and closing nó có nghĩa như này: khi mà chúng ta đi gọi vốn, chúng ta có cần present không? Đó, khi chúng ta thuyết trình cái ý tưởng trong cái dự án của mình, chúng ta có cần present và close để mọi người được buy in đúng không? Để mọi người cảm thấy thuyết phục. Có nghĩa nó không chỉ giới hạn trong cái bối cảnh là chúng ta trình bày để chúng ta bán hàng. Nó có sự khác biệt rất lớn giữa trình bày hay và trình bày hiệu quả. Trên thị trường không thấy rất nhiều người dạy hay, trình bày hay nhưng không kiếm được tiền từ cái phần trình bày đấy. Công sẽ dạy chúng ta làm thế nào trình bày hay nhưng phải kiếm được tiền. Present trình bày hay nhưng mà closing không hay thì sẽ không có tiền. Closing ở đây là gì ạ? Mọi người hay dùng cái từ chốt sale, Công thì không thích cái từ chốt sale lắm. Đúng không? Nhưng mà Công chưa tìm ra được cái từ tiếng Việt nào cho nó hay cả. Đúng không? Có nghĩa là về cơ bản chốt sale có nghĩa là giống như là mình đang cố gắng mình lừa người ta một cái sản phẩm gì đấy để mình chốt người ta, kiểu như vậy, đúng không? Bản thân của cái từ chốt sale nó là như vậy. Nhưng mà Công chưa tìm ra được cái từ tiếng Việt nào mà nó nghe nó có vẻ có tính nhà giáo một tí, tạm gọi là dùng cái từ closing đấy. Closing với sales hoàn toàn khác nhau. Tí Công sẽ phân tích nó khác nhau ở gì, đặc biệt khi chúng ta làm coach, cực kỳ khác nhau giữa closing với sales. Ví dụ chúng ta có coaching, chúng ta làm một kỹ năng rất bén. Presentation, closing là one too many. Một lúc chúng ta có thể trình bày cho hàng ngàn người để chúng ta xây dựng cái uy tín, bán cái sản phẩm của mình. Kỹ năng kế tiếp là kỹ năng gì cả nhá? Chúng ta thấy nhá, không phải ai viết hay cũng đang là phát triển cái kỹ năng copywriting. Copywriting skill có nghĩa là copy, chúng ta viết cái bản đấy để chúng ta bán hàng. Nó sẽ khác hoàn toàn với content writing. Đa phần mọi người biết viết Facebook đúng không? Chia sẻ các thứ là tôi viết rất là hay. Đấy là content writing, tạo ra nội dung. Tạo ra nội dung không đồng nghĩa với cái nội dung để bán được hàng. Copywriting là viết ra nội dung để bán được hàng. Và cái kỹ năng số 4 này, đây là cái kỹ năng mà Công đang tập trung master nó. Nó là media skill. Trong media này, Công đang tập trung vào video. Làm thế nào để có thể sử dụng cái media để xây cái brand của mình, để tạo cái kết nối với khách hàng tương lai, để tạo ấn tượng đối với họ, để họ chuyển hàng. Thì mỗi người chúng ta sẽ tập trung vào những cái kỹ năng khác nhau. Nhưng mà đối với chúng ta coach ha, trong năm đầu tiên, năm thứ hai, hai thứ này tập trung. Trong khoảng 8 năm đầu tiên Công tập trung vào kỹ này. Cái này hiện tại Công vẫn đang tập trung. Nhưng mà từ 4 năm vừa rồi Công tập trung vào cái việc presentation and closing. Và nó thay đổi cái kết quả rất nhiều. Và cái tỷ lệ sales conversion của Công nó nằm ở mức 10%. Okay. Tất cả những cái thứ không có chỉ số. Có nghĩa là gì ạ? Nếu mà chúng ta có một cái đối tượng khán giả 100 người thì sẽ có 10 người mua hàng cái sản phẩm kế tiếp. Những anh em nào làm đào tạo thì rất là hiểu cái chuyện này. Đó. Và ở cái price point là cái khóa này 46.200.000. Thì ở cái international standard, cái đối với những người speaker quốc tế 10% là rất tốt. Nhưng mà cho những cái sản phẩm gọi là medium ticket, tức là dưới 497 đô, thì họ ở cái tỷ lệ khoảng dưới 10%. Công làm 10%, nhưng mà ở cái sản phẩm gọi là high end 46.000.000, sản phẩm price point 2.000.000, thì trong những cái lớp Công học gì ạ? Công làm tốt hơn rất nhiều international speaker. Ở cái góc độ là số, tất cả mọi thứ đều có số má, từ cái việc là đầu vào bao nhiêu, tham gia bao nhiêu, khúc giữa bao nhiêu, khúc cuối ở lại bao nhiêu, nghe offer bao nhiêu, kết quả bao nhiêu, follow up bao nhiêu, thì tất cả mọi thứ là nó có cái lộ trình mà Công, một số anh chị em trong Inner Circle Công mới dạy làm webinar secret, có ai đã học không? Ok, dạ. Yep. Đấy là tất cả những cái chỉ số, đúng không? 3 giai đoạn của một webinar, 4 cái chỉ số, à 5 cái chỉ số mà chúng ta phải đo lường. Tất cả những cái thứ này Công dạy. Và chúng ta chỉ cần tập trung hai kỹ năng này là chúng ta ổn cho cái business của mình.